Và cuối cùng thì mình với cả các bạn đã gặp nhau được trong một cái khoảng thời gian khá là dài, từ năm ngoái cho đến năm nay, và chúng ta cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau. Và đầu tiên thì mình xin chúc mọi người một cái năm mới vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và làm mọi điều, mọi việc đều suôn sẻ và theo ý muốn của mình. Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với channel của mình thì các bạn nhớ là đừng quên bấm vào nút subscribe ở bên phía dưới, và nhớ là đừng quên bấm vào nút chuông bên cạnh để có thể là sẽ nhận được thông báo mỗi khi là mình up video mới lên, ok? Và trong cái đợt nghỉ Tết vừa rồi thì mình cũng đã lên ý tưởng để quay ra những cái vlog ở trong những cái ngày Tết, ví dụ như là những cái vlog về ngày mùng 1, mùng 2 gì đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mình, cái thời gian mà mình dành ra cho cái việc vlog ấy thì nó đã không được nhiều lắm, cho nên là mình đã bỏ hoàn toàn những cái ý tưởng mà mình đề ra trước Tết. Và rất mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình. Và nếu như các bạn là một người theo dõi mình từ những cái video đầu tiên thì các bạn có thể biết được rằng là mình là một người khá là ủng hộ cái local brand Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình mới tìm hiểu được một cái hãng bán đồ street brand, nó khá là mới. Thực chất thì nó cũng không là mới mà là nó đã cho ra đời cái sản phẩm đầu tiên của mình vào năm 2016. Có thể là bây giờ mình mới tìm được đến cái hãng này. Và ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm ở đây để mình có thể là sẽ là unboxing cũng như là review cho các bạn xem được cả chất lượng cũng như là form áo và cái giá thành mà nó đem lại có hợp lý không. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái món đồ của cái brand này và đặt lên bàn để cho các bạn xem được đó chính là brand gì. Và ở đây thì mình có khoảng 3 sản phẩm, trong đó thì có 3 sản phẩm đều là áo và một phụ kiện đi kèm. Và để trước khi unboxing cái sản phẩm ở bên cạnh mình thì mình xin giới thiệu với các bạn rằng là Toby Street Square nó là một cái hãng quần áo, một cái hãng local brand ở Việt Nam, và nó là một cái hãng mà làm những cái sản phẩm essential. Và những cái sản phẩm essential ấy thì thường là những cái sản phẩm nó khá là đơn giản, nó khá là basic để các bạn có thể là mặc với tất cả những cái trang phục mà các bạn muốn. Nhìn qua đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái cách đóng gói của Toby Street Square nó khá là chi tiết. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái túi zipper, và nó có một cái chất liệu, nó có một cái chất liệu ni lông vừa đủ để các bạn có thể đựng những cái sản phẩm áo cần thiết vào. Ở trên chiếc túi này thì chúng ta sẽ có thêm được cái logo của Toby Streetwear và có in chữ Toby khá là to ở đây. Ở bên dưới này thì ghi cái sản phẩm mà các bạn đựng vào, thì ở đây mình mua là cái sản phẩm Essential cho nên là sẽ được đựng ở trong một cái túi có chữ Essential. Ngoài ra ở cái góc bên trái của cái túi thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây có in phương châm của cái hãng đề ra, đó chính là chữ Peace, Balance và Harmony. Về cái phương châm của hãng thì mình cũng chưa hề tìm hiểu rõ hơn, và mình sẽ tìm hiểu ngay sau khi mình up video này lên. Để không mất thêm thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ mở nó và sẽ review cho mọi người chiếc áo denim này. Wow, và một cái điều cảm nhận đầu tiên của mình ấy, khi mà mình cầm cái chiếc denim này lên, đó chính là cái độ nặng của nó rất là nặng hơn một chút so với những cái áo denim mà mình đã từng cầm. Và về cái form thì các bạn có thể thấy rằng là nó khá là đẹp, nó khá là vừa vặn với size của mỗi người. Bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng đi chi tiết về cái chiếc áo này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được thêm hai cái tag đi kèm. Ở đây thì một cái tag có in logo của Toby Streetwear và một cái tag có in cái logo kiểu như là cảm ơn các bạn đã sử dụng sản phẩm của cái hãng này. Thì ở đây vào trên tiết tác của cái cổ áo này thì các bạn sẽ có hẳn hai tác. Một cái tác sẽ in về cái tác của cái logo của Toby Streetwear, và một cái tác sẽ in về số size. Thì cái số size mình thấy khá là chất ở đây, đó chính là nó in hẳn hai size. Một cái là size L và một cái là size số. Và nếu như các bạn không biết size số của mình là gì thì các bạn, nó là một cái size mà các bạn quy đổi từ cái size XL hay size L hay size M Việt Nam sang cái size số. Thì ở đây mình mặc size là size XL, tương đương với size 34. Và về cái màu chủ đạo của cái chiếc áo denim này, nó là một cái màu xanh, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ hơi bị loang loang, pha một chút màu gì đó gọi là xanh sáng, một cái chút gì đó màu mài, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy được là cái màu áo này nó khá là tươi trẻ. Ở cái cánh tay trái của cái áo denim này thì các bạn sẽ được thêu một cái logo, thêu nổi một cái logo của Toby Streetwear, nó khá là đẹp, màu đen. Cái áo denim màu xanh này thì nó không phải là một cái áo denim rách, cho nên là các bạn sẽ không hề thấy được cái phần rách ở trên chiếc áo. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là những cái đường kẻ ở trên chiếc áo này nó là một cái gọi là một cái hiệu ứng kiểu như là một cái hiệu ứng chắp vá để giúp cho áo của các bạn trở nên nó có cái hồn, nó có cái phong cách hơn đối với những chiếc áo denim của từng hãng khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm hai cái túi ở hai bên ngực, và ở hai bên hông cũng sẽ có thêm được hai chiếc túi để các bạn có thể đựng đồ hoặc là
cho tay vào túi nhìn trông cũng khá là ngầu. Một cái điều đặc biệt ở cái áo denim này mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là cái phần zipper ở hai cái ống tay. Cái phần ống tay này thì chúng ta sẽ có được một cái zipper, nó khoảng một đoạn khoảng 20cm và các bạn có thể kéo xuống rất dễ dàng để có thể là tạo điểm nhấn hơn cho cái bộ outfit của các bạn, trở nên đỡ nhàm chán hơn khi mà các bạn chỉ mặc riêng với cả cái áo denim này không thôi. Một cái điều mà mình thấy khá là thích ở cái brand này là những cái sản phẩm của họ ấy, thì họ thường là sẽ chú ý đến cái phần detail khá là nhiều, cái phần chi tiết của những chiếc áo khá là nhiều. Thì ở trên cái cúc áo này thì các bạn sẽ có một cái detail nó khá là chi tiết, đó chính là một cái chữ Toby Denim và có hẳn một cái logo của Toby ở giữa. Thì cái đối với những cái local brand mà mình thấy là họ làm ra những cái detail nhỏ, chi tiết nhỏ như này thì mình thấy là thực sự là họ chưa hề làm được, mà Toby Streetwear đã làm được cái điều này và mình sẽ cộng một điểm cho cái hãng local brand này. Ngoài ra thì detail ở trên cái tay phần zipper của nó cũng được in hẳn một chữ Toby. Về cái điều mà đã nói như là họ đã khắc những cái signature của họ lên cái detail này thì nó thực sự rất là hoàn hảo. Và về một cái detail mà mình vừa mới phát hiện được ở trên cái áo denim này, không chỉ ở cái phần zipper hay phần cúc áo mà đó chính là ở ngay cái phần dưới của cái chiếc áo denim này. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử cho các bạn xem cái áo này để xem các bạn đánh giá về form áo cũng như là chất lượng của sản phẩm như nào. Và đến khi mình cởi cái áo denim cũ ra để mình chuẩn bị mặc cái áo denim mới này vào thì mình thấy ở đây nó họ có ghi là 95% cotton và 5% là spandex. Spandex nếu như mình không nhầm nó là một cái chất co giãn để các bạn có thể là mặc quần áo trông thoải mái hơn. Các bạn có thể thấy là đây là mình đã mặc cái áo denim của Toby Streetwear và cảm nhận được là cái áo này, khi mà mình đã nói ở đầu video là cái áo này cầm vào thì nó rất là nặng, nhưng mà tuy nhiên là mặc lên người thì nó lại khá là nhẹ và những cái phần vai, những cái phần tay nó cử động thực sự là khá là linh hoạt và không hề bị gò bó như những cái chiếc áo denim mà nó form khá là cứng. Và mình sẽ ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là nó là một chiếc túi màu đen. Nếu như các bạn nhìn qua thì các bạn có thể đoán được đây đó chính là một chiếc áo bomber. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó để xem bên trong chiếc áo bomber này nó sẽ như thế nào. Wow, một cái điều đầu tiên khi mà mình cầm cái áo bomber này đó chính là cái về chất liệu áo của cái áo bomber này. Nếu như mình cầm qua qua ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái chất liệu áo bomber này nó khá là giống với cả cái chất liệu áo bomber của áo phiệp gót mà mình đã từng dùng. Cảm tiếp theo của mình ngoài cái chất vải ra đó chính là cái độ nặng của cái áo bomber này. Không phải sao khi mà mình cầm lên cái sản phẩm thứ hai của cái áo Toby Streetwear này thì nó khá là nặng, nó khá là đầm tay. Về cái form áo của cái áo bomber này thì các bạn có thể thấy ở đây rằng là cái form áo nó hoàn thiện khá là tốt. Ở đây thì các bạn sẽ có được một cái phần stacking, một cái phần chun nhăn ở cái phần tay áo để giúp cho cái tay áo của các bạn trở nên ngắn hơn, trở nên nổi bật hơn ở cái tay áo này. Và ở bên hông của cái áo thì các bạn cũng có thêm được luôn, đó chính là cái phần stacking này. Cái phần stacking này một lát nữa các bạn mặc lên thì các bạn sẽ cảm thấy được là cái áo bomber nó dựng lên được một cái form của cái áo bomber khá là đẹp. Ở đây thì ở hai bên cạnh này sẽ có thêm hai cái túi có cúc để các bạn có thể đựng đồ thoải mái luôn. Và cái zipper này các bạn nghe thì cũng có thể thấy là nó rất là mượt, không hề có một cái gọi là cái gấp khúc nào khi mà các bạn kéo khóa xuống. Ở bên cạnh này chúng ta cũng sẽ có một cái logo thêu nổi in của cái Toby Streetwear này lên. Các bạn có thể thấy là ở bên trong chiếc áo này các bạn sẽ có thêm được một cái lớp vải, gọi là lớp vải chun, nó khá là co giãn khiến các bạn có thể mặc vào nó khá là thoải mái hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái túi thiết kế theo cái hướng nằm dọc như cái túi ở bên ngoài. Và nhắc đến cái túi này thì mình lại thấy nhờ đến cái áo của Phiệp Gót. Cái áo này thì mình đã không còn ở trong cái tủ đồ của mình nữa, nhưng mà không sao, mình nghĩ là cái áo này có thể là gọi là bù đắp được một phần nào của cái áo Phiệp Gót của mình. Một cái điều mà mình thấy hơi buồn một chút ở cái chiếc áo bomber mà nó khá là hoàn hảo như này rồi là nó không hề có một cái túi ở phần đằng sau như những cái áo bomber khác mà mình đã từng thử. Nhưng mà ở bên cạnh này, ở bên cạnh cánh tay bên trái này chúng ta cũng sẽ có một cái túi để có thể là đựng đồ. Nhưng mà tuy nhiên là cái túi này mình nghĩ là nó chỉ để trang trí thôi, bởi vì là và mình thì mình không hay đựng đồ những cái túi áo bên cạnh của tay như này. Và các bạn có thể thấy ở đây là mình đang mặc một chiếc áo, và các bạn có thể thấy ở đây là mình đang mặc cái chiếc áo bomber của Toby Streetwear. Và mình có một cái cảm nhận rằng là cũng như cái áo này đi, mình cũng không hiểu sao rằng là khi mà các bạn cầm lên tay thì nó thực sự là nó khá là đầm tay, nó khá là nặng. Nhưng tuy nhiên là các bạn mặc lên người nhá thì nó thực sự nó rất là nhẹ luôn. Cái phần stacking này mình thấy là các bạn không hề bị gượng khi mà các bạn duỗi tay ra hoặc là co tay lại thì nó không hề bị gượng. Chắc là mình sẽ mặc luôn cả cái áo bomber này để mình quay video cho mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ unbox cái sản phẩm tiếp theo. Thì các bạn có thể thấy rằng ở đây là những cái ô kẻ caro, và chắc các bạn nhìn qua này các bạn cũng đoán được đó là gì rồi đúng không? Đó là một chiếc áo flannel. Về cái cách đóng gói của những sản phẩm này thì nó không hề khác so với những cái áo denim hay những cái áo bomber trước mà mình đã từng unbox. Bây giờ thì mình sẽ mở luôn cái áo này và xem bên trong nó như thế nào. Wow,
Và đây là một chiếc áo flannel có một cái tông màu chủ đạo mà mình chưa hề có trong tủ đồ của mình, đó chính là màu cam đất. Về cái màu này thì nó khá là khác so với những cái màu cơ bản như là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Về cái chất liệu của cái áo flannel này thì mình thấy là nó sờ vào khá là thích và nhẹ. Và cái điều đặc biệt của chiếc áo flannel màu cam đất này đó chính là cái phần tà của nó. Về cái phần tà của chiếc áo này nó lại làm hoàn toàn khác so với những cái áo flannel mình đã từng mặc. Thì cái phần tà này nó là một cái phần tà slip để tạo ra nên được một cảm giác layer khi mà các bạn mặc quần áo khác vào. Ở mặt sau của chiếc áo này nó không phải là còn là một cái tà layer slip nữa. Flannel có một cái tà scoop. Scoop là một cái tà mà nó có một cái hình tròn hơi vát vát một chút. Và mình dám chắc với cả các bạn rằng là khi mà các bạn mặc cái áo flannel này lên thì nó sẽ tạo lên được một cái cảm giác layer nó khá là fresh, nó khá là vừa phải. Mình sẽ chứng minh cho mọi người là thì bây giờ mình sẽ mặc luôn cái áo flannel này với cả cái áo bomber này ở ngoài. Và các bạn có thể thấy là đây là mình đang mặc một chiếc áo flannel mà mình vừa mới review cho các bạn. Và các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình mặc một cái áo flannel khác màu với những cái màu trung tính như màu đen và màu trắng ấy, thì nó sẽ làm nổi bật hơn cái outfit của các bạn lên với cả cái màu cam đất này. Mình sẽ khoác luôn cái áo flannel này để unboxing những cái sản phẩm phụ kiện còn lại. Và các bạn có thể thấy đây là một cái chiếc waist bag. Waist bag là một cái chiếc túi mà các bạn để đeo ở trước hông của các bạn này. Và tuy nhiên là mình sẽ dùng cái túi của và tuy nhiên là mình sẽ dùng cái túi này để mình có thể là sẽ đeo được trước ngực của cái túi như này. Các bạn sẽ có một cái mấu nối bằng nhựa để các bạn có thể là tháo ra và lắp cái túi vào dễ hơn. Sẽ có một cái dây nó khá là dày, nó khá là to, có in chữ Toby ở trên này. Ngoài ra thì ở trên chiếc túi này có in hẳn cái logo của Toby Streetwear và thêu hẳn lên trên này luôn. Một cái điều mà mình thấy khá là đặc biệt ở cái túi này ấy, là các bạn vừa có thể dùng nó làm túi đeo trước ngực, túi đeo hông hoặc là có thể là túi đeo chéo như là những cái shoulder bag bình thường. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem luôn ngay bây giờ. Thì để các bạn có thể đeo được cái túi này vào thì các bạn chỉ có cách là các bạn sẽ cho gắn hết cái dây này vào và móc những cái áo và móc những cái móc mà nhà sản xuất cho sẫn và mình sẽ móc vào đây. Các bạn có thể thấy ở đây là túi đeo khá là đẹp, và cái túi này đeo ấy thì nó cũng khá là đẹp. Các bạn phải cho cái dây này ngắn vào thì cái túi này đeo nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ chỉ thử cho các bạn thôi và mình sẽ bỏ ra ngay bây giờ. Mình sẽ test thử xem là cái áo, cái túi này có thể đựng được nhiều đồ không. Và ở đây thì mình sẽ cất một chiếc điện thoại vào, một chiếc sạc dự phòng và một cái lọ nước hoa. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái lớp bằng lưới để các bạn có thể là đựng những cái giấy tờ, những cái card visit cần thiết. Có thể là mình sẽ đựng cái đồng hồ này và cái chỗ phòng này của nó. Và mình tuy là mình đã đựng sản phẩm khá là to ở đây, nhưng mà tuy nhiên là mình thấy là cái diện tích của cái túi này nó cũng khá là vừa đủ để cho các bạn đựng khá là nhiều đồ đấy. Và trong cái túi này thì các bạn sẽ có một cái tag của Toby Streetwear và nó gắn luôn vào đây. Và cuối cùng cũng là một cái món phụ kiện mà nó khá là cần thiết, đó chính là một chiếc lanyard. Mình sẽ mở ra luôn. Và các bạn có thể thấy trước mặt mình đây đó là một cái áo, một cái lanyard. Nó khá là, nhìn nó khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên là một cái điều đặc biệt mà mình thấy, một cái điều cho đến bây giờ mình mới phát hiện được là những cái sản phẩm của Toby Streetwear thì thường là họ sẽ cho thêm tag của sản phẩm. Mặc dù là đều là những cái sản phẩm nó kể cả như là phụ kiện, như là túi, như là cái lanyard mà mình mua, thì các bạn cũng sẽ có thêm được hẳn một cái phụ kiện ở dưới này. Các bạn cũng sẽ có thêm được hẳn một cái tag để ở dưới này. Và tuy nhiên là đây có là một cái món phụ kiện mà mình thấy nó khá là hay của Toby Streetwear. Và tổng kết lại thì mình muốn đánh giá với cả các bạn rằng là đây là một cái hãng local brand. Nó có những cái sản phẩm, đầu tiên là phải nhắc đến nó chỉ là những cái sản phẩm essential, những cái sản phẩm cơ bản, những cái sản phẩm cần thiết mà các bạn cần phải có trong tủ đồ của mình. Và cái chi tiết, những cái detail mà họ đem lại trong chiếc áo cũng như là cái cách đóng gói của sản phẩm thì nó phải nói một từ là nó thực sự rất là tốt. Kể cả những cái sản phẩm nhỏ của họ thì cũng đều có những cái túi zip, những cái tag ở trên áo rất là tốt. Và một cái tin vui cho các bạn rằng là khi mà các bạn mua hàng ở Toby Streetwear đến ngày 5 tháng 3 ấy, thì các bạn sẽ nhập code là LAXP019 thì các bạn sẽ nhận ngay được một cái lanyard giống như mình. Và cái lanyard này thì các bạn có thể là đeo chìa khóa hoặc là đeo thẻ thì nó cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì Toby Streetwear còn có thêm những cái sản phẩm nó khá là essential như là những chiếc áo tee, những chiếc quần short. Mình sẽ cop ở nó trong cái thời gian tới. Và các bạn cop những cái món đồ nào của cái Toby Streetwear này thì các bạn hãy bấm vào phần link mô tả bên phía dưới thì các bạn nhớ là đừng quên nhập code để có thể là nhận ngay cho mình một lanyard. Ok. Và chắc là cũng có một số bạn hỏi mình là tại sao là thời gian hiện tại nó đang rất là nóng mà sao lại mua đồ có cả mùa đông làm gì mọi người. Và mình xin chắc chắn với cả mọi người 100% rằng là
những cái sản phẩm này ý, nó không hề bị lỗi thời và các bạn yên tâm là có thể là mặc từ năm này qua năm khác. Và các bạn muốn thấy mình mặc những cái món đồ này như thế nào thì các bạn có thể là follow Instagram mình. Mình sẽ để link ở phần mô tả và các bạn vào đó thì các bạn sẽ thấy được là mình mặc những cái món đồ này như thế nào. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share và một subscribe cho mình nha. Bye bye.